Nó thật dễ thương. Nhưng đừng để sự ngây thơ này đánh lừa bạn. Bởi trong một ngày không xa, nó sẽ là chúa tể rừng xanh. No. Cánh rừng rộng lớn này sẽ đặt dưới sự cai trị của nó. Mọi con vật sống dưới mặt đất phải luôn tìm cách lẩn trốn. Nó là con hổ mạnh nhất ngoài tự nhiên, hổ Amur. Vùng viễn Đông Nga, phương Bắc lạnh giá là nơi chủ yếu nuôi dưỡng nó. Khi trở thành chúa tể, nó nặng tới 300kg và dài 3,5m. Nhưng điều đó không nói lên được gì. Sự đáng sợ nhất của nó chính là vuốt hổ, nanh hổ, tốc độ và sức chiến đấu tuyệt đối. Một cú cắn của nó nặng 1.000 pound, tức hơn 400kg, tương đương sức nặng của một chiếc ô tô nhỏ. Một cú tát của nó làm cho con mồi chết tại chỗ chỉ trong một giây. Bởi nó vốn dĩ được sinh ra là để solo. Cơ bắp, dẻo dai, sức rướng, độ bền và rất nhiều thứ khác giúp nó trở thành mãnh thú không có thiên địch ngoài tự nhiên. Nhưng có một điều rất đặc biệt ở nó, đó là nó luôn tìm đến những con mồi nhỏ để săn bắt. Không phải nó săn không được những con lớn, mà đây là sự tính toán cho bữa ăn. Nó thường bắt con mồi nhỏ với số lượng thịt vừa đủ trong một vài ngày. Con lợn rừng này chính là nạn nhân của hổ Amur. Trước khi ăn, nó bỏ lông trên cơ thể lợn đi hết mức có thể. Nó bắt đầu nhấm nháp từ chân sau, nơi có các bắp cơ to nhất. Theo phong cách loài mèo, hổ tách thịt con mồi bằng răng hàm. Một con đực trưởng thành cần khoảng 10kg thịt mỗi ngày. Những gì nó chưa ăn ngày được băng tuyết bảo quản. Nó không di chuyển quá xa chiến lợi phẩm còn lại. Đã no bụng, nó trông dịu dàng hẳn. Sau chuyến đi săn thành công và có đủ lượng thịt cho vài ngày tới, nó thấy đã đến lúc nghỉ ngơi. Khi đến mùa động dục, hổ đực sẽ tìm đến lãnh thổ của hổ cái. Sau khi tìm ra, nó cẩn thận giải mã vết nước tiểu mà hổ cái để lại. Nó mở miệng để mùi hương của con cái tứ được giác quan trên vòm miệng. Điều đó sẽ cho nó biết hổ cái đã sẵn sàng giao phối hay chưa. Phạm vi lãnh thổ của một con hổ rất rộng lớn, nên hiếm khi nó gặp được bạn tình. Sau khi giao phối, hổ cái sẽ sinh từ 3 đến 7 hổ con và không kết đôi với hổ đực tới 4 năm. Trong tự nhiên, hổ con sẽ sống với mẹ tới 4 mùa đông. Hổ mẹ sẽ dạy chúng cách đương đầu với hiểm nguy và cách đi săn. Hổ con sẽ học cách chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhất. Bài học lớn nhất chính là hãy tránh xa con người.